Và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Dũng Blockmango đây các bạn ơi. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần chơi game Blockmango China Arena nha các bạn. Thì mình thường hay gọi là Blockmango Pokemon đó mọi người ơi. Thì ok, thì chắc là bây giờ không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta vào video luôn nha. Và trước bắt đầu vào video, nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho Dũng Blockmango một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì vào game thôi các bạn ơi. Ok mọi người, tóm tắt tập trước cho bạn nào chưa coi thì mình đã rút thưởng cái này và kết quả thực sự rất là hay ho luôn các bạn. Là mình đã trúng được bao nhiêu ta? Hai con Pokemon huyền thoại các bạn. Một con có tên là Gothic lười nhác, đây chính là con này đây các bạn. Một em khá là hot girl luôn các bạn, hot girl đó các bạn. Và một em là Hawkeye. À, không biết là đọc đúng không các bạn. Con này giống con công lắm các bạn ơi, nhìn khá là đẹp. Thì ngày hôm nay mình sẽ thiên về chủ đề của em này nha các bạn. Con này là hệ S luôn các bạn, hệ tâm linh đó mọi người. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi mua một ít cái này đi các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp cho cái em này lên một cấp độ nào đó và thử xem là em này có thực sự là mạnh không nha các bạn. Đầu tiên á là mình sẽ cần phải coi này nè, mở cuốn thư viện này lên, bách khoa toàn thư các bạn ơi. Ồ, con chim BB này có thể nâng cấp lên đẹp quá ta. Rồi, con này thì không nâng cấp nha các bạn. Con này vẫn là hình dáng như thế này. Và chúng ta sẽ có những cái skill như là cào xé, hát vụ cầu, siêu năng lấp lánh. Chiêu này tới 250 đam luôn các bạn ơi. Và cái liên hoàn này thì bỏ. Lửa trùng sinh. 20% phòng thủ và 50% sát thương. Rồi, trong một lượt thôi các bạn ơi. Tinh thần ma pháp. Rồi, cái này nhiều skill thiệt sự luôn các bạn. Ok, thì cái này là thiên về phòng thủ nè. Izanagi. Cái này thì tăng 40% hả? Tốc độ. Gây sát thương cho mục tiêu. Thì thầm. 80%. Tơ liễu tung bay thì nó sẽ ngủ gật. Và đao tinh thần. Wow, cái này được nè các bạn. Tới 400 đam lận các bạn ơi. Nhưng mà hình như không có chiêu nào để tăng sát thương hay sao các bạn. Ok, thì chắc là mình sẽ học một cái chiêu như là lửa trùng sinh. Và sau đó mình sẽ học chiêu đao tinh thần. Là một combo đó các bạn ơi. Rồi, mình nghĩ là đúng rồi các bạn ơi. Không có cái chiêu nào để mà tăng đam thêm nữa các bạn. Rồi, lửa trùng sinh và siêu năng lấp lánh nha các bạn. Rồi, chiến thôi các bạn ơi, chiến thôi. Thì bây giờ hy vọng là sẽ gấp được mấy cái skill đó nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái con 3 chấm này. Bây giờ mình sẽ gắn cái con... đâu rồi? Đây rồi các bạn ơi. Gắn vô. Đó. Ok, con này nhìn khá là đẹp luôn mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng sao lên nha các bạn. Ở đây mình đã chuẩn bị luôn rồi các bạn. Cho nó nhanh đó mọi người. Vẫn chưa chuẩn bị kỹ các bạn. Ok, để mình đây nè, mình sẽ nâng tiếp các bạn ơi. Rồi, nâng cái này lên. Yes, một sao nữa. Cần mấy con nữa tao? Chết rồi, mình tính lộn rồi. Đáng lẽ là phải cần 3 con lận. Trời ơi, nhiều Pokemon quá, bây giờ tôi bị mắc lát luôn rồi mọi người ơi. Thêm một con nữa nha các bạn. Thêm một con nữa, một con 5 sao nữa. Rồi, để xem nào, mấy con 3 sao này gộp vô được không. Rồi, gộp vô được các bạn ơi, gộp vô luôn. Đấy. Rồi, gộp vô được không? Ôi ôi. Bèo hả? Ôi thôi, không nên bỏ con bèo các bạn ơi. Vậy là mình cần thêm mà 2 con 4 sao nữa các bạn ơi. Và cần thêm một đống 3 sao. What the heck? Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đầy đủ nha các bạn. Ai, có vẻ như là mình đang cạn kiệt dần Pokemon các bạn ơi. Mình đã quay trở lại rồi đây. Ok, lần này là mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người. Lần này là chắc chắn là lên 7 sao luôn. Lên 6 sao các bạn. Rồi, đây rồi. Thật sự với các bạn luôn, ở tập trước nguyên cái kho Pokemon của tôi có khá là nhiều. Và bây giờ còn nhìn lại toàn là mấy con một sao không các bạn ơi. Nói chung là xài hết lực luôn rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ nâng cấp nha. Mới level 1 thôi, nó đã gần 3.000 lực chiến rồi mọi người. Rồi, để xem nào. Nâng một cấp hả? Ok. Siêu năng lấp lánh. Rồi, mình đã học được chiêu siêu năng lấp lánh rồi nha các bạn. Liên hoàn kích. Rồi, cái chiêu gì đây? Không biết nữa mọi người. Rồi, lên level 8 coi có học được không nha. Rồi, học được cái gì đây? Lửa trùng sinh. Ok, chắc là mình sẽ bỏ chiêu cào xé và lấy lửa trùng sinh nha mọi người. Rồi, tiếp tục nào. Ô, lại gã mua kẹo nữa. Cái này mua gì đây? Mua sát thương hả? Nên mua sát thương không các bạn? Thôi, mình sẽ không mua đâu. Mình nghĩ là mình sẽ mua những cái vé quay các bạn ơi.
để quay tiếp những cái con Pokemon mới cho anh em á các bạn. Tinh thần ma pháp thì chắc là bỏ đi mọi người. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục nào. Lên tới level 50, 60 gì đó thì chắc là đủ rồi ha mọi người. Rồi, cái gì đây, chiêu gì đây? Izanagi. Izanagi thì mình sẽ bỏ liên hoàn kết nha mọi người. Ok, yes. Và tiếp tục nào. Vẫn chưa có cái chiêu gì mà 400 đam nha. Nãy giờ chưa để ý thấy đó nha. Rồi, để coi có học được không nha. Thì thầm. Ôi ôi, thì thầm hả? Siêu năng lấp lánh. Vẫn chưa có chiêu 400 đam các bạn. Bỏ thì thầm luôn. Rồi, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Let's go, get go. Hy vọng là sẽ được cái chiêu đó nha các bạn. Không là phải bỏ ra 10k nữa để mua. Tên liễu tung bay mình có nên chơi không các bạn? Từ 1 đến 3 lượt thôi các bạn ơi. Thôi, mình sẽ không chơi đâu các bạn. Ok, tiếp nào, tiếp nào. Một thanh niên đã ra được chim BB các bạn ơi. Rồi. Level 50. Ui, vẫn chưa có dấu hiệu rồi, chắc là không tăng nữa hả? Oh my god. À, đây rồi. Đau tinh thần. Yes. Chiêu cuối cùng đây các bạn. Trời ơi, chiêu này xài được tới 5 lần luôn á. Mình sẽ bỏ hắc vũ cầu hả? Mình có nên bỏ hắc vũ cầu không ta? Hay là Izanagi, kỹ năng phủ đầu gây sát thương cho mục tiêu tăng 40% tốc độ miễn dịch. Đồng thời miễn dịch luôn các bạn, miễn 100% luôn các bạn. Lửa trùng sinh. Ôi ôi, nhiều cái hấp dẫn và thú vị quá. Không biết là bỏ cái gì luôn. Mình nghĩ là mình sẽ bỏ hắc vũ cầu để các bạn. Mình nghĩ là đủ xài rồi mọi người ơi. Rồi, thay thế thôi. Level 54 và 4.200 đam. Yeah. Nãy giờ lên cả đống level luôn mà lên được có 1.000 mấy đam thôi các bạn. 1.000 mấy lực chiến thôi. Rồi, bây giờ thì còn chờ gì nữa mà không tới điện Vinh Quang thử đúng không mọi người? Đây rồi. Điện Vinh Quang hồi nãy là tôi mới đánh được tới level 50 thôi các bạn. Để xem là nó có gạ mình mua tiếp không nha mọi người. Tôi đang map 3 nè. Rồi, gùa tho hả mọi người? Quá đã, thánh đường thủ vệ. Một thằng thủ vệ thôi mọi người. Rồi, mình sẽ chơi thử nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ chơi siêu năng lấp lánh nè. Chiêu này là 250 đam. Để xem là như nào nha. Wow, 1.800 máu. Wow, con này được á mọi người. Mình thấy con này được á. Và sau đó mình sẽ chơi Izanagi coi. Izanagi cũng là có gây đam nè. Chỉ có 700 thôi. Cái này thiên về tốc độ mọi người. Nói chung là cũng bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà mình khoái cái siêu năng lấp lánh nha mọi người. Rồi. Dính trưởng liền 1.100. Rồi bây giờ mình sẽ chơi cái chiêu 400 đam nha các bạn. Để xem là con Blazer này có bị hạ cục không. Bao nhiêu đam đây? Úi trời ơi là trời. Tưởng cái gì. Rồi Blazer này cũng cười cười thôi các bạn ơi. Tiếp nào. Quét. Ôi trời. Kế. What the hell? Really? Mình sẽ chơi lửa trùng sinh. Lần này mình sẽ chơi lửa trùng sinh để búp lên 50% đam. Và sau đó mình sẽ chơi chiêu cuối cùng. Chiêu lửa trùng sinh này tới 5 lượt luôn các bạn. Rồi đau tinh thần. Lần này phải dính. Kệ, trời ơi, sao không dính, sao không dính. Chết rồi các bạn ơi, chỉ còn có 100 máu thôi. Sao cái chiêu này sao 3 lần hết, hụt hết 3 lần nhỉ. Hơi buồn nha, hơi giận á, hơi bị quế đó. Trời ơi, nãy mình mới kêu cái con này nó hơi gà gà mà cái bây giờ nó đấm mình không trượt phát nào luôn các bạn ơi. What the hell luôn. Để bây giờ mình sẽ mình chơi cái con này trước đã, mưa tên đi. Ôi, gỡ gạt, 1.800 máu. Đúng là con trai của ta. Không, con gái của ta chứ anh em. Rồi, mình sẽ đánh con này tiếp nha mọi người. Rồi, lần này mình sẽ gỡ lại. Mấy này quá quắc lắm rồi. Thực là quá đáng quá đi hả. Rồi, bây giờ mình sẽ chơi cái chiêu mưa tên tiếp mọi người. Vẫn là mưa tên tiếp. Rồi, tới công chuyện luôn. Ok. Vẫn không chết các bạn ơi. Gì đây, anh Dũng ơi, gì nè. Mình mới phát hiện ra cái gì đây, anh Dũng ơi. 4 sao được không, tôi map anh lấy chi. Anh lấy chi dung là ai? Ai đây nè, nó gạo mình mua nữa nè các bạn. Thôi mình mua luôn nha mọi người. Chủ yếu là mình mua về để có clip review cho anh em về những cái con khác nữa, hy vọng là trúng nha. Rồi. Chuyển luôn anh em ơi. Rồi lại lần nữa nha, lần này không dính nữa là bỏ ngời luôn á mọi người. Tôi bỏ cái con đó luôn á. Rồi, chúc mừng thanh niên được 2 con tâm linh.
Ok, Bella. Rồi lần này liệu có dính không nha các bạn? Sao tôi thấy nó hụt hụt sao á mọi người? Sao thấy nó kiểu nó dụ tôi vô cái chiêu này hay sao các bạn? Cực kỳ hiệu quả. Vâng. À, mình sẽ chơi lửa trùng sinh. Ngay từ hiệp đầu tôi sẽ chơi lửa trùng sinh luôn nha các bạn. Ôi, cú đấm lửa ghê vậy ta. Ngoại đảo tinh thần. Quét. Hiện tại các bạn không thấy cái mặt của tôi đâu, cái mặt của tôi bây giờ quế lắm, quế cái chiêu này lắm, sao tự nhiên gì mà hụt hết vậy trời, 7 lần rồi nha, không giỡn nữa nha. Ôi dính các bạn, dính ok 3.000 đam nhưng mà kiểu nó sao sao á mọi người, thôi mình sẽ đánh lại thêm lần nữa coi. Dính, yeah, mỗi lần quẹt cái là chết anh con, nhưng mà quẹt trúng hay không thì admin không nói các bạn. À, mình sẽ chơi đao tinh thần lần nữa. Lần này không có búp nè các bạn. Ok, đao tinh thần chỉ có 700 đao thôi mọi người. Sao kỳ cục quá ta, cười hơi bị lừa, hơi bị lừa đó. Siêu năng lấp lánh nha mọi người, mình sẽ chơi thử chiêu này. Ô chiêu này bao nhiêu đam ta, mình không kịp thấy. Rồi. Tiếp tục nào. Siêu năng lấp lánh. Ôi trời, mất trời ơi, sao lại mất chứ? Ú là la luôn, rồi bị đốt thấy bà nội luôn. Siêu năng lấp lánh. Rồi nó được đánh trước rồi mọi người ơi. Nhưng không, tôi vẫn còn sống. Đến hơi thở cuối cùng. Ok. Kiểu cảm giác bị lừa lừa sao á các bạn, cái chiêu gì quá đáng thiệt sự luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gọi con Zephyr ra đi các bạn. Zephyr đấm cho vài cái là tới công chuyện liền. Rồi đấm bây giờ mình sẽ chơi cái gì đây. Nắm đấm lửa, đúng rồi. Đấm lên cho tôi, đấm đi. Con dê với con mèo sẽ đánh với nhau. Một đấm phụp 700 đam. What the hell luôn. Cái nắm đấm lửa này được thêm 30% sát thương nha các bạn. Cứ đấm thì đau, đấm đấm nó mạnh hơn á. Rồi ngọn lửa thần thánh. Ok. Ok la luôn. Vâng, 1.200 máu các bạn ơi. Thực sự là cái con chim hồi nãy đánh á, nó khá là mạnh luôn các bạn. Nếu mà các bạn chịu khó nâng tới max level, max thức tỉnh á, nó cực kỳ mạnh luôn mọi người. Đam nó khá là cao luôn. Rồi, xong, cuối cùng tôi cũng đã win rồi. Ok các bạn ơi, trong video ngày hôm nay thì mình đã review cho các bạn về cái con chim, cái con chim huyền thoại này rồi các bạn ơi. Mình đánh giá sơ qua hồi nãy á là cái con này vừa có phòng thủ nè, vừa có miễn đồ các thứ nữa, mà vừa có sát thương nữa nha các bạn. Đây là sát thương kỹ năng cộng tới 30% nữa. Đó, cái này nói chung là một cái con khá là toàn diện luôn các bạn. Không mạnh về điểm nào hết, chỉ trung bình thôi. Rồi ok, có lẽ bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip này. Nếu như các bạn thấy thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để mà mình có động lực làm tiếp nha. Còn bây giờ thì bye bye và see you again. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.